Và ở đây Trung được biết là có một cái bà cụ, bà có bị sao không nhưng mà có biểu hiện rất khác thường. Nguyên xung quanh là tất cả là những chai nước, nhưng mà cô lại sắp xếp nó một có một sự trật tự. Sao mà nhìn cái cọng gì mà giống dòi quá vậy? Trời ơi, nhìn thấy gì đâu mà cái này nó như là nấm luôn kìa, là nấm mà. Trời ơi, dòi không hả? Dòi không ha. Đồ nó ngon gì cũng miễu bỏ, sao bỏ được con? Chùi cha, cái nồi đây. Cái nồi đây là nồi là 3 ngày hả? Nhận 10 triệu rồi cất là hai vợ chồng được 30 cây. 30 cây vàng. Bây giờ phải cất cho nó kỹ chứ mà bợn cái nữa cái hắt thôi rồi. Con thấy cái khi nào? Đổ đâu? Còn mấy chai nước này để về nó uống. Nước này nước ở đâu mà uống? Nước với sông. Nước sông mà sao uống? Uống nước sông không hà chứ uống. Uống đau bụng. Chứ này cặn thiệt nè. Trời ơi, vô miệng rồi. Ngọt cái gì? Ngọt hả? Ê. Cái gì vậy? Anh nhìn đau bụng mà sao chạy. Bụng nó rộn nó bụng lên á. Cô tư lụm ve chai mà mót tiền bây giờ được là cả 1,5 tỷ luôn. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa nhà, Trung đang đứng ngay vị trí này là ngay vị trí của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và ở đây Trung được biết là có một cái bà cụ có những biểu hiện rất là lạ. Không biết là bà có bị sao không nhưng mà có biểu hiện rất khác thường. Mà Trung được biết một người bạn, một người em cũng mới vô nghề, cũng đi làm từ thiện giúp đỡ bà cụ và hướng dẫn cho Trung đến đây để mà gặp và tìm hiểu xem hoàn cảnh của bà như thế nào đó cả nhà. Thưa cả nhà, đây là bạn Luân. Chào mọi người nha. Dạ, bạn này là bạn Luân. Tên là kênh YouTube là Luân Miền Tây. Dạ. Là một tài xế và cũng đam mê về YouTube và cũng đi làm thiện nguyện. Thì hôm nay là Luân ơi. Dạ. Em dắt anh vô đây gặp bà lão này là bà này là như thế nào, em có thể nói sơ qua được không? Nói chung cô đây là cô Tư, bị danh cô Tư dây chai ở đây. Thì hàng ngày cô đi lụm những cái lon nước ngọt, lon chai để về bán lại để sinh sống qua ngày. Nhưng mà có lại một cái là cô lấy những cái lon, những cái hũ cô đựng nước, nhưng mà mình không biết là cô đựng theo cái ý của cô là để làm gì. Cho nên là em muốn dẫn anh vô đây đây xem coi cô Tư có những cái điều kỳ lạ hay là cái gì đó hay hơn không. Ừ. Dạ. Là cô thường xuyên là người đi lượm ve chai mỗi ngày như vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi cô có sống với ai không hay là một mình? Một mình anh. Ở một mình thôi dạ. Hả? Dạ. Thưa cả nhà. Dạ. Ở nhà cô là ở trong hẻm này đúng không? Dạ đúng rồi, hẻm này anh. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ đi vô trong cái nhà mình sẽ đi gặp cô trong đó. Nghe nói là hàng xóm là nói là cô cũng đang ở trong này đúng không? Dạ đúng rồi. Cô đang trong này, nghe nói mới đi múc nước. Cô mới đi múc nước lên nè. Ủa luôn, cái này là phải của cô không vậy? Đúng rồi, của cô nè. Đó. Cô đi lụm những cái chai, những cái lon để đựng nước. Nhưng mà cô đựng là không có mục đích sử dụng, nhưng mà cô thích như vậy á. Đây cả nhà, tất cả những cái chai này là đều có nước hết trơn nè. Không biết là cô có sở thích kỳ lạ quá nha. Đựng nước, ngay cả một cái chai này luôn á nha. Mỗi chai nắp vậy cũng đựng nước nè. Không biết là cô... Nói chung là những cái vật dụng gì đựng nước được là cô cứ đựng. Không biết cô dùng mục đích là cái gì nữa ta? Mà sao lại toàn là cứ cái nào đựng nước là đựng luôn hả? Cái nào cũng đựng được là cứ đựng nè. Nhưng mà mục đích của cô thì mình không biết. Ngay cả những cái chai nè. Dạ. Rồi cái ly nè. Wow. Rất là nhiều anh. Sau hè còn nhiều dữ hơn nữa. Mà cô không gom vô một đống mà là rải dài vô trên đường đi vô luôn á. Đúng rồi. Cứ để vậy á, để chừng nào mà nó chờ đủ cái lối đi thôi. Đây. Đường này là đường riêng biệt vô nhà cô phải không Luân? Chắc là vậy anh. Tại vì đường này cô đi hàng ngày mà. Ở cả nhà có cả thao nè, rồi xô nè, rồi có cả những cái bình nè. Ôi trời ơi, nguyên một đống chai như vậy là toàn là chai nước hết. Ôi, cô có sở thích kỳ lạ quá ta. Còn nhiều, rất là nhiều anh. Ngoài đó nữa. Đây, đây là nhà của cô nè. Đây. Wow. Đó nhà là nhà cô hả? Sao nó rách rưới quá nhỉ? Cái này là những vật dụng này cô tự lụm về cô bỏ vô đây. Tự gom về bỏ vô không?
Còn những cái chăn ra này thì sao mà bán được ve chai mà cô cũng lộn vậy? Dạ. Wow. Ủa trước mặt là ngôi mộ á luôn. Dạ đúng rồi. Này mộ nè. Này nhà gốc này là của cô Tư. À rồi cô nhà... sống là cũng phải là gần những cái mộ thế này luôn. Dạ đúng rồi. Để em kêu cô Tư kìa. À, kêu cô Tư. Cô Tư ơi. Xong. Cô làm gì cô Tư? Cô chào cô Tư. Chào cô Tư nha, bữa nay lên thăm con này cô Tư. Dạ, đây nè. Cô Tư đang ăn cơm. Đây là cả nhà. Nguyên xung quanh là tất cả là những chai nước. Nhưng mà cô lại sắp xếp nó có một sự trật tự ngay ngắn chứ không có một cái là vứt bừa bãi và cũng chừa cả lối đi nữa. Mặc dù là xung quanh là tất cả đều có nước đều là chai những và lon bia cô Tư lựa để qua đây để riêng nè, phân loại nè. Cái này là nếu lon là để bán này. Đúng rồi, cái này là bán có giá. Cái này có thể là lâu lâu 1-2 năm cô gom bán lần, còn những chai nước thì cô để nào hư thôi. Ủa cái này là cái nước, cái mà lấy nước lên nó kích nước. Cái cây nước. Bữa nay con lên thăm cô Tư có mua cá chốt của cô Tư nè. Cảm ơn con nha. Bữa nay cô ăn cơm hả? Để đi chút cô họ. Chút cô kho cô ăn nha, rửa lại kho ăn nha. Ừ, vậy cảm ơn con dạ. Nha. Cô nhớ con không? Đâu con. Qua. Luân lên là mấy lần rồi? Em mới một lần hả anh? Dạ, mới một lần mà cô nhớ là vẫn nhớ luôn hả? Nhớ luôn. Hôm đó em nãy tới nó làm gì? Nó tới đây hả? Dạ. Nó tới đây nó chơi. Nó chơi hả? Ừ. À. Nó đi vòng đây nè. À dạ. Rồi nó mua cơm hộp đồ. Dạ con gắn cái này là vô xíu nha, cái áo xíu nói chuyện cho nó rõ nha. Ừ đúng rồi đó. Dạ. Con ghế ngồi đi con. Dạ. Cô tên năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay cô 61, cô 65 tuổi. Cô 65 tuổi rồi, ý dạ. Ừ, Phật độ. Dạ, cô sống với ai cô? Sống với mình đó nè. Sống có một mình thôi? Sống một mình hả? Rồi, cô sống như vậy bao nhiêu năm rồi? Hả? Cô sống như vậy bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Cô có chồng không? Có. Rồi chồng cô đâu rồi? Thôi rồi. Cô có con không? Có hai đứa mà chết chưa? Giờ sống mình nơi. Nó chết lúc bao nhiêu tuổi cô? Lớn con gái thì mất hồi năm nó 4 tuổi. Dạ. Còn thằng con trai thì mất nó 2 tuổi. À rồi cô thôi chồng cô lâu chưa? Thôi năm nay nó cũng lâu dữ rồi. Thôi năm đó là 29 tuổi. Cô thôi năm 29 tuổi? Ừ. À vậy là lâu lắm rồi. Ừ. Năm nay cô 60, cô nói sao mấy? 65 tuổi rồi. Dạ 65 tuổi. Nhưng mà nhìn cô lớn hơn cái tuổi 65 cả nhà. Đúng. Lớn hơn rất nhiều. Ừ. Cô nếu mà nhìn người ta nói thôi là hàng 80 á. Đúng rồi. Có ai nói như vậy không? Có. Còn nhiều đứa thì nó nói thôi là nhìn mặt cô thì thấy bụng găng vậy chứ thật sự hàng ba. Dạ. Kiến ừ. Kiến con kiến nó bu này. Ừ. Kiến nè. Tôi nói không, mày nói hàng ba mày nói dốc. Mày nói. Hàng ba là hàng ba mấy hả? Ba mấy á. À ba mấy như vậy. Ba mươi thì... mấy tuổi mà nhăn hết trơn cái mặt. Nó nói là cho con vui luôn. Hơn đấy, nó vui. Đúng hơn rồi, nó cho nó vui. Nhầm con vui không? Vui. Ừ thì. Thì nói nhiều nói. Thì có những cái không phải là thật nhưng mà cũng là vui. Cô, sao cái chân cô? Sao cái chân cô là không có dép vậy? Hả? Sao cô không ăn dép hả? Trời ơi, mới đi hết nước dưới lên nấu cơm tất thì đó. Mà giờ. Cô có dép không? Có. Sao không có ăn vô? Kìa đôi dép kìa. Nó mọn lẳng kìa. Có một đôi một hả? Ở chung cha, cái đôi dép trên đó hả? Ừ, cái dép đó đó. Dép kia. Nó mọn hết trơn rồi. Nó mọn dưới trơn rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay cô ăn gì cô? Đó. Hâm lại đó. Cô hâm lại hả? Hâm lại đó. Đâu cái nào cái đây hả? Đó, vậy sao đó. Sao ba nồi dữ vậy? Ừ, ba bốn nồi. Ba bốn nồi cái, hả? Cái nồi đó là người ta mới mua cho à. Ừ. Còn cái nồi này thì người ta cũng mới cho luôn. Cái nồi đó cũng cho luôn? Ừ, cái nồi đó cũng cho luôn.
Dạ. Ngồi trong á, người ta cũng cho luôn. Ta thấy tội nghiệp, cái người ta bưng lại người ta cho. Cái cho lâu chưa cô? Cũng 4 năm bữa dài. 4 năm bữa nay luôn hả? 4 năm bữa nay, nó mới còn y nguyên vậy. Mà nó nhiều quá sao cô không dùng hết hoặc là bỏ đi chứ? Dạ, không được. Dùng hết thì sao dùng hết? Còn thấy nó muốn hư rồi kìa, nó muốn hư kìa. Không muốn hư, cái đó là mới không hả? Khi nào hư là giờ mình thấy có dòi, có đồ nó mới hư. Con này mới không hả? Cái này chưa có dòi hả? Chưa, không có con dòi nào hết trơn luôn. Mới hâm thức thì. Sao mà nhìn cái cọng gì mà giống dòi quá vậy? Đâu có con dòi đâu, cái đó là ba cái chả dò đó. Chả dò rồi vậy á, bỏ kiến, vô. Kiến quá trời luôn kìa cô ơi. Kiến thì có. Kiến thì tại vì ở chỗ đó đó, cái mà kiến diện á. Nè cái này có sợi tóc luôn kìa. Sợi tóc là tại vì cái đầu miễn hồ vuốt vuốt một cái. Này là canh đó hả? Đâu phải canh. Chứ cái gì? Cái này là giò heo. Ủa cái này cánh gà, cánh vịt rồi đổ nước vô hâm lại. Người ta nói cho nó khu gian hả? Thì mày đổ nước vô mình. Nè con nhìn thấy. Trời ơi nhìn thấy gì đâu mà cái này nó như là nấm luôn kìa, là nấm luôn kìa. Có nấm nè, có nấm nè, có cá luôn nè. Nè thấy chưa, cá nè, cái này cá nè, cá húng. Có trong này cái bị hư không vậy? Không, không có bị hư. Trời lên nguyên hà. Lên móc luôn kìa cả nhà. Tại nè. Vì như vậy chứ không có móc mà không có hư. Sao lên móc luôn mà ăn gì được nữa? Ăn được, còn ăn được. Mới ba bốn bữa dài hà. Đâu có đũa không, con mượn con coi thử cái đồ ăn coi. Chàng ơi, đồ ăn gì con nhìn thấy vậy mà bà bạn không được. Cái đũa nè, con gấp đi. Để con coi coi. Ôi trời ơi. Để con coi nha. Nhìn nó là nó ấy lắm rồi. Còn cái nồi này là kiến nè. Cái nồi đó kiến đó. Cái nồi đó là mới hâm, tại vì nó có ba tê với chả rồi lung tung ben hết trơn, người rổ vô hâm. Xin lỗi. Người ta mấy đứa nó ăn không hết đó, cái đem bưng rồi nó cho. Trời ơi. Còn biết nó sao nữa. Đây cả nhà. Không biết nói sao nữa. Cái này mà bà ăn cái thằng nó biết ý nè. Cái thất cổ. Cái thằng nó biết ý nè, không biết làm sao không. Tại vì có một lần nó quay mà cũng quá trời lâu luôn. Mày cũng ít lắm nha. Tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi chứ. Cũng mấy năm trời luôn. 4-5 năm nay rồi. Cái này bà ăn được cái bà còn ăn được hả? Còn ăn được. Nếu nó mua cá chốt rồi đem lên đây nè. Rồi nó ngồi lên đó ăn. Sao không kiếm cái gì đó ăn mới đi bà? Con thấy nó lâu lắm rồi. Mới, đâu có lâu đâu. Cái này mới có 2 bữa hà. Hôm trước Luân nó qua nó thấy cái gì? Hôm trước á, hỏi nó kìa. Hỏi nó coi thử coi. Luân ơi. Dồi không lên á. Quá. Dồi không hả? Dồi không hà, nó thấy con dồi không hà. Ba con Tư ăn thịt heo quay. Heo quay mà kho lại anh. Dồi không hà thì theo quay á. Giờ cái nó nói bây giờ cô bỏ đi gì nữa, con có qua đó con mua cá chốt cho cô ăn. Hôm nay em qua em mua cá chốt cho cô Tư. Bởi vậy nó quay 6-7 lần rồi. Con hứa con là con có mua đồ ăn mới qua, cô lấy đặt cô đi bỏ. Đúng quá. Bởi con hứa con đó hả? Mà con nói cho con nghe. Thế miễn mà khi nào mà cái đồ mấy cái nồi mà con gặp hôm trước đó. Nó có dòi đó. Là cô bỏ. Còn bây giờ đồ nó ngon gì cô Miễu bỏ sao bỏ được con. Nhưng mà bữa trước dòi như vậy rồi cô bỏ không hay là cô vẫn lựa ra cô ăn? Đổ luôn. Đổ luôn hết luôn hả? Đổ hết trơn luôn, quá trời dòi luôn rồi nó hôi muốn chết, nó hôi chua cô thấy mẹ nó ăn không được nữa. Cô nói thiệt cho con nghe đi, cái này là mấy ngày rồi? 2 ngày. 2 ngày người ta cho. Cái đó cũng 2 ngày. Người cho một lượt 2 thứ. Dạ. Còn cái nồi đó đó nồi là 3 ngày. Nồi trong là 3 ngày. Nồi đó là 3 ngày. Còn cái chảo á là một nửa tháng. Chùi chà, cái nồi đây. Cái nồi đây là nồi là 3 ngày hả? 3 ngày. Đây cả nhà xem thử thức cái ăn. Cái đó là tức là nhìn mắt đi chứ còn thép mà chiên á. Mô tả được không biết không? Dạ không mô tả được. Như thế nào nhà ơi.
Nó qua nó giờ em thấy nó hết hồn hết vía luôn á. Nó nói trời ơi sao dồi dữ ông làng ơi, thôi cô bỏ giùm con đi vậy. Đúng nữa là con ngay bản thân đâu con chưa thấy dồi ở đây, nhưng đúng mà con rồi. Nhìn thấy vẫn hết hồn khi mà con nhìn thấy đó đó là con nhìn thấy như vậy chứ cũng không phải là nó có dồi là cô đổ liền đó. Đó đổ đi bà ơi, không được mà, mới mà bỏ gì được. Đối với bà là mới đó nha. Bây giờ là con giận cô chịu. Chứ cô bỏ là cô bỏ không có được. Sao vậy bà? Còn hôm trước mày hỏi nó đi. Mày hỏi nó đi. Dạ sao? Nó kể không? Gần 7-8 tháng. Đồ ăn gần 7-8 tháng. Ừ, đùi gần gà. Gần 7-8 tháng. Đùi gà có. Thịt gà có. Trời ơi, khi nó bắt ngủ dữ không biết. Là đồ ăn bà để là gần 7-8 tháng chưa có ăn luôn. Ăn luôn. Bữa trước ăn luôn. Thằng Tiến nó mua cá dồ vô nó kho. Nó mua bữa trước bữa sau nó lại dòi ở trong con cá nó ăn sạch trơn cái bộ phận con cá luôn. Trời ơi nó nhìn nó hết hồn hết vía luôn. Biểu lộ hết nguyên nồi luôn đi. Mà đồ đó là 7-8 tháng. Còn đồ trong nồi là 7-8 tháng. Rồi bà cũng dòi nhóc hết trơn luôn. Rồi bà ăn không? Giờ dòi thì thôi đem hấp xuống sông luôn. Trời ơi nó mới mua vừa kho cái bữa sau nó lại nó giậm hết hồn hết vía vậy. Trời ơi sao gì dòi dữ âm lạng đó. Thì mày mới mua thấp thì đó thì tao đâu có giấu mày đâu. Con nghe mà con nổi da gà á. Đúng rồi. Đó còn thằng này thì nó qua nó dùng cũng hết hồn hết vía luôn. Nó biểu thôi giờ đổ đi. Có thằng kia nó cũng quay. Nó cho 10 triệu. Dạ. Nó biểu bây giờ đổ hết 7 cái hộp đó. Nó nói 3 ngày nữa mày vô. Rồi đổ hết chân luôn. Rồi nhận 10 triệu rồi làm cái gì? Rồi nhận 10 triệu rồi cất. Cô Tư cắt còn không? Còn. Còn nguyên rồi đâu có mua. Còn nguyên 10 triệu luôn hả? Còn luôn 10 triệu luôn. Thiệt không? Thiệt. Bao lâu rồi? Lâu rồi. Là 1 năm không? 8 năm nay rồi. Cái gì 10 triệu 8 năm nay vẫn còn hả? Còn nguyên. Thiệt không? Thiệt. Đâu cô? Nó đi lại đi tới luôn nó cũng mua. Cô Tư là lấy cho con coi được không? Cái gì? 10 triệu đó. Cất chỗ khác rồi. Bây giờ lấy không có được. Sao vậy? Cất kỹ lắm. Nhà không có cửa, không có nẻo gì chừng mà để 10 triệu cho chắc nó bợn cái một cái khỏi cất nhà. À, không, nếu mà bây giờ cô Tư mà lấy ra là con sẽ không có đưa video, cái đoạn video này lên cho người ta xem là cô lấy đâu. Nhưng mà con muốn biết là cô giữ được không? Nếu mà cô lấy đó ra cho con coi, con cho cô Tư 1 triệu nữa. Không, con cho cô 100 triệu giữ, cũng không có lấy ra. Tại vì cái đó là của người ta. Mình cất, mình để đó. Người ta nói hô là để đó để dành ăn cô cất nhà. Tại vì người ta cũng có nói, cô nói nữa cô cất nhà ngay chân chỗ này nè. Chứ người ta nói hô là cất nhà về tiền đâu mà có. Giờ ở đây thì nó không có thấy tiền. Chứ nó nói hô là vô cây rồi cô làm sao. Cái nó hô cây thì cặp sát dách có. Nhưng bây giờ không có tiền, tới chừng cất nhà đó mình phải hỏi tiền người ta. Chị nó móc ra lấy giấy 500 ngàn, nó nói bây giờ con cho cô 10 triệu. Cô giữ làm sao mà cho còn y nguyên 10 triệu đó. Đừng để hở ăn trộm nó lấy cái là cục vốn luôn à. Rồi bây giờ cô Tư dành dụm được bao nhiêu rồi? Thì cô dành dụm được nhiêu đâu, ai cho đâu dành dụm, nó 10 triệu thì cất là 10 triệu tới giờ luôn á hả? Tới giờ luôn. Rồi hồi giờ cô Tư đi làm rồi người ta cho không còn ai nữa, coi còn khoản tiền nào khác tôi về cô Tư nữa. Còn đây nè, cô cũng không nói dấu gì con, cái nào nói thiệt thì nói thiệt, cái nào không cái nào nói dốc thì nói dốc. Hồi đó cô làm đó, cô mận cô cơm kỉnh cô để dành đó, là cô mua 15 cây vàng. 15 cây vàng cô cho người ta hỏi ở trên Bình Dương trển đó. Người ta nói chừng nào mà người ta trả, chừng nào cất nhà, cất cửa rồi đó, có thiếu hụt người ta đem xuống 15 cây vàng trả cho. Dạ. Làm mướn cơm kỉnh để dành được 15 cây vàng. Rồi ông xã cũng không nói dấu gì con. Ông xã ông làm việc ở ngoài, nhìn quận trưởng ngoài á. Ổng cũng đưa cô 15 cây vàng luôn, là hai vợ chồng được 30 cây. 30 cây vàng. Bây giờ phải cất cho nó kỹ chứ không phải bợn cái nữa, cái thắt thôi rồi. Rồi bây giờ 30 cái vàng đó là mình đang để ở nhà mình hay là để chỗ khác?
cho người ta hỏi rồi. Cho tao mượn hả? Mới mượn 4 bữa dài. Phải không á? Làm gì mà Đà Phật. Làm gì tư mà có tiền nhiều mà tư 30-40 cây vàng như vậy? Không có tin. Thôi không tin cũng được. Con tin thì tin, không tin cô cũng chịu thua con luôn. Dạ thôi bây giờ nè, con tin. Nhưng mà 30 cái vàng sau cô Tư không chịu làm nhà đi. Chưa tới năm cất nhà lấy gì đâu làm nhà. Chừng nào mới tới? 2 năm nữa. Tại sao 2 năm nữa mới tới? Năm tới nữa mới cất nhà. Ủa sao vậy? Bỏ năm nay. Năm nay cũng được vậy mà. Không được. Không được tới tuổi, không tới 5 tuổi cất nhà. Cô tuổi gì? Tuổi Dậu. Tuổi Dậu. Ừ. Tuổi Dậu 2 năm nữa là tới tuổi gì? 2 năm nữa là tuổi Tỵ mà. Thì 2 năm nữa tuổi Tỵ nhưng mà đâu có trùng. Đây nè, cô nói cho con nghe. Bữa nay con hỏi thì cô mới nói nha. Cô hỏi con á, dạ tỷ năm nay á, con cất nhà đó, không ngay chân cái tuổi của con vô làm sao con cất? Đợi tới đúng tuổi là tuổi cô đó là tuổi gì, tuổi Dậu hả? Cái năm đó người ta coi á, người ta coi thầy, người ta coi á, người ta nói hô bây giờ nếu cô tin thì tin, cô không tin đó thì cô cứ việc cất. Đây con nhầm nha. Ừ. Như là 6 năm nữa mới tới tuổi Dậu. 6 năm nữa đâu có phải tới 5 tuổi đâu. Tại sao mà tới tuổi Dậu là tuổi của gì tớ, của cô Tư đấy? Dạ tỷ như thế là người ta nói như vậy nè, đâu có phải mà tới ngay chân 5 tuổi đó đâu. 5 tuổi đó đâu phải tới ngay chân 5 Dậu. Nếu 5 Dậu thì có mấy năm trước rồi. Ngay chân 5 tuổi thì có mấy năm trước rồi. Người ta nói hồi mình muốn cất nhà đó. Và phải cái năm đó đó là nó hợp với mình. Thì phải cắt năm Dậu mới được đúng không? Không phải. Thì cắt năm nào mới nói năm Dậu đó. Đây nè, năm nay là 65 ha. Dạ. 66 ha, 67 tuổi, 68 tuổi đó. 68. Không cắt nhà. Là 3 năm nữa. 3 năm nữa. Rồi mới lên năm mà tăng lên năm đó. Cái nè, bây giờ là một năm là tuổi Dậu nè ha. Dạ. Rồi kể từ tuổi Dậu tới chuyện đó đó. Là có 2 năm mà ra năm nay đâu có kể. Người ta nói tới năm đó đó. Dạ, dạ nói đúng. Nói chung là tới non hồi sẽ con rối luôn rồi đó. Thì bởi vậy. Trả con về vị trí cũ đi. Con thấy nó đi xa quá rồi. Nói chung là 2 năm hoặc 3 năm. 2 năm nữa rồi nói hồi nữa thành 3 năm. Nói chung là 3 năm nữa là... Mấy ông người ta, thầy coi người ta nói hô là trong vòng 3 năm nữa đó. Rồi. Là cô năm nay 65 tuổi nha. Cô Tư có biết con là ai không? Cái gì? Có biết con là ai không? Ai biết. Cô nhìn đi bên ngoài con có đoán coi. Cô nhìn coi. Thôi nhìn ra. Con là thầy nè. Thầy gì? Thầy coi cất nhà hả? Dạ. Nam mô Phật. Nhưng mà coi năm đó làm sao? Năm nay tốt. Năm nay tốt hả? Dạ. Năm nay cất nhà tốt hả? Dạ. Thôi mô Phật. Con coi sai. Thầy trời cho con. Thầy dữ lắm rồi con ơi là con. Đừng tao nói, không có được chê mày. Đừng nói cô Tư là thầy nha. Cái gì? Phải cô Tư là thầy không? Tao mà thầy vậy. Thì cô Tư coi đó. Có cái gì đâu. Đây nè. Đi vô trong ông bãi cát chậm á. Ông coi ông nói là từ đây tới 3 năm nữa là cái ông có ông coi đám cư nè. Đám mà dắt lời nè. Đám ma ra ông không có coi nha. ông có coi tới tuổi thọ mình khi nào mất không? Cái gì? Ông mới coi. Coi tới tuổi thọ hả? À, có coi. Đâu xá 1000 xá. Đâu xá 1000 xá. Ai coi tuổi thọ mình? Dạ đi như thế bây giờ nè. Giấc này nè. Ngồi luôn ngồi đây nè. Giờ tối ngủ quá, lỡ mất dịch mất gió gì chết mất tử rồi. Ai biết được giờ đó? Thì đó. Thì bởi vậy. Con nghĩ thôi, bây giờ theo con nha. Bây giờ thà bỏ thầy đi. Ừ. Con thấy nhà cắt được lúc nào cắt đi. Chứ thì bởi vậy đợi tới đó lỡ như tới đó mình còn không còn sống tới đó là sao? Đúng rồi. Cho nên thôi 30 cây vàng lấy lại đi. 30 cây vàng lấy lại hả? Dạ. Chắc tao nạp mạng cho mấy thằng trộm hết chết sớm mẹ rồi. Lấy lại để cất nhà. Đâu phải. Giả tỷ như thế là bây giờ á, nếu thí tỷ như thế mình có thiếu á, mình hãy lại lấy. Còn mình chưa thiếu á, mình đâu có lấy bây giờ làm chi. Tới chừng đó đó, người ta đâu có biết mình có tiền. Mình cất nhà đó là mình đi lấy tiền á là nó tụi ăn trộm. Thì bây giờ cất nhà đi. Cất nhà lấy lại. Cất nhà làm chi? Thì nó được tới năm đó mới cất. Bây giờ cất không có được. Con thấy
vô đây cũng nhìn thấy bà ba và cô Tư vài con tưởng đâu cô Tư nghèo lắm, nhưng thực ra thì cô Tư không có nghèo. Đúng, không có nghèo. Dạ. Yeah. Thằng nào nó cũng lại nó nói thôi, chúng mình có kêu sang. Có 30 cây vàng, có biết 30 cây vàng cộng thêm 10 triệu dấu nữa. Ừ. Thằng người nào lại cũng nói chứng hình của cô đâu phải chứng hình nghèo, khá vậy lắm mà tại sao ở chỗ hẻo đánh như vậy mà sao lon bia lon đồ sao cô không chịu bán nó thôi. Bán mua rẻ mạt rẻ thúi rồi mà ai bán, mua hợp tình hợp lý thì bán. Nó mua cũng như thể là cái số người ta mua 1 kg á hay mua lon bia đó. Thì tôi nói bây giờ bán lon bia được bán cũng được, nhưng mà mấy cái ca đó sự bán luôn. Thì mấy cái ca đó rồi mấy người mua bao nhiêu, lon bia mấy người mua bao nhiêu, cứ nói hơn lon bia á thì 5 đô 1.000. Còn mấy cái ca này á thì 1 kg đó 1.000, tôi thôi nó mua Phật, nó xá 1.000 xá luôn. Ký đô 1.000 thôi tao không bán. Và bây giờ giờ nó hỏi tôi vậy chứ bây giờ gộp lại bán hết là bao nhiêu, nó gộp lại bán hết á là 7.000 một ký. Dạ. Mày chịu mua thì ron bia với mấy cái ca này luôn là 7.000. Nó nói 7.000 mắc lắm, thương dùm 1.000 ký rồi không có. Trời ơi, 3 lon bia 1.000, vậy giờ mày mua 1 ký lô mày trả tao 1.000 sao tao bán? Nói bán nhiều, mua nhiều gộp lại thì bán gì? Vô lý, đâu phải là bà không biết tính đâu. Thì bởi vậy đâu bở ai gì à, thông minh quá trời luôn. Quá trời thông minh phải không con? Dạ. Vậy sao? Vậy nó chuẩn nói cô khờ nha con. Dạ. Cô Tư, hồi nãy giờ con vô này con thấy gì cô Tư nè, đựng cho nước nè quá trời luôn nè. Thì đúng rồi đựng. Đó, nước dưới sông xách lên không hà. Mà cô đựng chi nhiều vậy? Đựng đặng mấy cái chai đó đổ vô luôn nước. Con thấy khi nào đổ đâu? Còn mấy chai nước này để dành uống. Nước này nước ở đâu mà uống? Nước dưới sông. Nước này hả? Ừ. Rồi Tư uống hả? Ừ nè, chai nước nè, dưới sông này hả? Dưới sông. Ừ. Nước sông mà sao uống? Sông được rồi đó, nước sông uống đó. Uống nước sông không hà chứ không uống đau bụng. Ta nói hoài, sao con mệt con quá trời mệt đi con ơi là con. Con bụng hồi nào? Mấy chục năm nay toàn uống chai này không à? Cô Tư miễn dịch luôn rồi cả nhà. Uống nước chai này được chứ uống nước tinh khiết mà cái thùng mua của người ta đem lại là uống không được. Sao vậy? Thì con nói cho con nghe, uống nước đó là uống không khi nào mà uống được. Sao không biết dạ? Tại lý do làm sao mà nó kỳ cũng không biết nữa. Cái miệng những vô duyên không biết chết mẹ ăn. Ô ngộ vậy. Nước đó mà uống không được mà nước xong rồi uống được. Bởi vì mấy đứa nó mới hỏi thôi, chuyện gì chuyện lạ, không mua một thùng tinh khiết. Nó thôi mày mua một thùng tinh khiết để dành mày lại, mày lại tao dặn cho mày uống thì được. Uống nó xong có ngọt không? Uống nó xong thì nó ngọt ngay nè đó. Thiệt không? Nè con uống thử đi, cho con uống thử miếng đi, hết thử miếng đi. Nếu mà nó không ngọt á, chịu thua mẹ gì cũng được. Mà nước kia á, nó hơi nhẫn nhẫn đi chăng gì ra để thuốc chổng hay gì. Sao không thấy chúng có cặn nè cô Tư? Không có cặn, nó dưới đít như vậy đó. Nó uống ở trên chừa dưới đít chứ hay sát giạt dưới. Ôi trời ơi, dưới này cặn thiệt nè. Thì cặn thiệt, ở dưới thì cặn thiệt. Nè thấy không? Ừ. Thì có cặn thiệt, nhưng mà uống tới dưới trái nhà chén trên nó là nó bỏ. Vậy là uống tới cuối cùng luôn. Là trời ơi, uống tới cuối cùng uống không có được. Ồ vậy hả? Ừ. Rồi có khi nào cô Tư uống ở cặn này không? Không. Uống ở trên thôi hả? Uống là tới nha, chấn chơi nằm đâu tới nửa chừng cái chai này là bỏ. Nửa đổ, vừa xuống dưới xong múc nước khác, nên uống. Cũng còn biết tỉnh táo. Ủa vậy biết sao kìa? Ấy là vẫn còn biết hiểu, vẫn hiểu biết cách mà gọi là uống còn cặn bỏ. Vậy chứ làm sao? Khác. Ừ. Dạ. Mà nước chai á, nước chai mà chai cái hiệu này á thì mua là chai nước nào đem lại thì uống. Mãi miễn mua nguyên thùng thì không uống. À nếu mà xuống mà mua chai này là uống. Uống. Mà mua cái thùng lớn vậy là không uống. Không. Thấy chuyện lạ không? Thì nước này nó chiết da không hà. Mà chai này thì uống được, mà thùng này thì uống không được. Uống ngon không? Ngọt không? Ngọt. Thử nha. Ờ cứ vậy thử. Con cứ vậy thử. Con uống có đau bụng không? Thì uống đi. Lớn đau bụng hay sao? Đó đau bụng đưa nhà thương.
hay mày có đau bụng rồi? Hay đau bụng gần đẻ rồi? Mày thử coi nha. Thì uống thử đi. Thử mình nếm thử cái. Thì uống thử đi. Nè, cái chai này mới chết hồi sáng này nè, uống thử luôn đi. Mới sáng sáng luôn. Ừ. Thử uống đi. Thử uống thử đi. Là từ mua uống đúng không? Ừ, con uống đó. Thì con uống đi. Uống không sao phải không? À, hay miếng có đưa nhà thương cho. Có đau bụng đau dạ đưa nhà thương cho. Từ cái gì từ đưa nhà thương nha. Ừ. Con đưa cho con đi nhà thương liền thiệt. Uống đi. Trời ơi. Nó hớp có nhiều, nó hớp có nhiều, nó bụng nó sợ, tôi bỏ thuốc độc nó hay gì vậy trời. Trời, nó vô miệng rồi. Rồi sao? Không, ngọt thiệt. Ngọt cái ngọt nhà. Hả? À. Ủa, vậy sao? Ngọt. Giờ giờ hớp chai này thử thôi. Đâu? Mới xách dưới sông kìa. Để coi. Mới xách lên hấp thì đó. Đó, chai nước đó, đó, đó. À, chai đó, đó, uống thử miếng đi. Đó, giờ cái chai đó có cặn không? Đây cái nhà xem nha. Nè, coi có cặn không? Ở dưới đáy có cặn không? Mới xách lên hấp thì đó. Tôi coi thử cái chai nước. À, hấp thử cái chai nước miếng đi. Cả nhà lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác uống nước sông. À, uống nước sông đi. Sông mà ngọt hơn nước mưa. Đúng vậy đó, nước mưa là không có hứng miếng, không có miếng miếng nước mưa nào hết trơn luôn. Để uống nha. Uống đi, con cứ vừa uống, hay miếng có đau bụng con chở đi nhà thương. Trời ơi, nó hấp gì mà có chút xíu, không chừng chưa được muỗng cà phê nữa. Được. Ngọt quá. Thử không? Mày thử. Mà nếm thử coi. Nó thử hoài gì? Tao đây em nếm thử nha. Ừ, nếm thử đi con. Đưa thằng này nếm thử miếng đi. Được không cô Tây? Thì thiệt, con uống đi. Có đau bụng thì cô chịu chậu trọng nó liền. Uống nhiều nhiều vô. Muốn uống nhiều đâu uống. Được không? Phải không? Ừ, ngọt, ngọt thiệt. Ngọt thiệt. Nước sông mà ngọt trời. Vậy lạ. Sao? Chuyện lạ sao con? Hàng chi cô ghiền uống không phải rồi. Vậy sao? Vậy là phải rồi. Mai mốt, không bây giờ đổi con lấy nước sông về, con lấy nước suối khác đưa cho con xách nguyên chai đi khỏi đổi. Đứa nào muốn xách chai cho đứa con trai. Cho luôn hả? Cho luôn. Không lấy tiền luôn hả? Không. Công kỹ xuống lấy nước suối, nước sông. Cái chai này đó là người ta cho. Người ta cho một lần mấy chục chai luôn. Người ta canh chai luôn. Dạ. Yeah. Người ta cho đàn giả luôn. Nè, chai này cũng vậy nè. Chai đó cũng vậy nè. Đó. Thì nếu khi nào mà xách nước xuống dưới xong á, mà nước nó hơi đục á, mấy đứa con nít nó quậy đó, thì nó hơi lóng xuống lô dưới, còn hôm nay mới xách lên là uống rồi nó ngọt ngay luôn. Thưa cả nhà, nước sông tinh khiết, chiết xuất từ đáy sông, dòng sông của Mekong. Rất thơm ngon tinh khiết, mang nhãn hiệu Bà Tư. Bà Tư răng súng. Là Bà Tư chai nước không rồi con. Bà con. Tư, Bà Tư răng súng, súng răng. Bà Tư, ủa bà không có răng thiệt hả? Cô nói cho con nghe, con hỏi rồi cô mới nói nghe. Hồi đó đó, cô có một cái bệnh nhức răng. Nhà con biết cái bệnh nhức răng là phải không? Dạ. Yeah. Nhức răng một cái đó ha, là thấy mấy em trời luôn. Dạ. Yeah. Nó hành một cái ha, cái mặt sưng trần dần luôn. Mà biết ý á, thì nó không có sưng. Mà không biết ý á, là cái mặt trần dần luôn, nó nhức á. Tại cái răng nó là bị sâu ăn. Hãy miễn mà mỗi lần nhức răng đó ha. Cô xin ông già đó, ổng mà sạc bình đó, một keo axit gì nè. Axit hả? Axit á. Axit là axit á. Axit á. Có khi nào mà con con nghe mấy người mà người ta ghen chồng, người ta ghen đó, chồng có vợ bé á. Dạ, yeah. À, nó tạt axit lên, gọi là axit. Tạt, cái đó là axit đó. Axit. Ừ. Axit là axit. Axit chứ không phải là axit. Thôi cho axit đi. Ừ. À. Cái đó đó ha, là con tránh vô cái chân răng đó ha. Đã ba ngày sau đó là cái răng nó gãy mẹ mất tiêu luôn. Rồi đó. Nói vậy là con hiểu rồi đó. Không còn dấu hiệu của răng. Mô Phật. Ủa như vậy là mỗi lần nhất là cô Tư lấy axit chấm vô. Lấy cọng chân nhang á, chấm vô cái chân chủ sâu ăn răng á. Dạ. Là rồi chấm viết còn một cái một luôn. Sao? Nguyên một hàm ha, trong ngoài gì cũng vậy hết trơn. Nó ăn mà lủng một lỗ rồi, một cái nhét vô trong cái đó quá trời, nhức răng rồi. Nó nhức cái mấy ông trời luôn. Cái răng này là răng khểnh chứ bộ đúng không? Ừ, đúng rồi, răng này răng cấm, biết không? Răng khểnh xung quanh không cái có cái răng này á, mỗi lần mình nhức răng rồi một cái ha. Nằm một nửa tháng trời, không có mặn ăn được giống gì hết trơn. Rồi sao?
còn hỏi gì nữa hết. Con thiệt tình mà nói, cả nhà tới gặp cô Tư mà không biết vui hay là biết buồn, không biết thế nào là đúng nữa. Thấy hoàn cảnh cô Tư đang ở sống thế này, nhìn nó hẩm hiu buồn quá. Thì đúng rồi, mà nói chuyện cô Tư còn nói lúc nãy giờ cũng nói mắc cười quá. Ừ. Cái gì vậy? Nhìn nó đau bụng quá sao trời. Nó nằm bị không? Chắc hình như ai làm gì đau bụng? Con thấy nó đau đau bụng, nó gộn gộn cái bụng lên đó. Nó gộn cái bụng, chắc là sáng nãy giờ vừa ăn nó giống gì hết trơn. Nó cũng ăn rồi. Ăn rồi mà ăn cái gì? Có sao không Tư? Nó môi đau Phật. Con cảm thấy, thấy không? Con cảm thấy sao? Giống nó nhói nhói cái bụng. Nó nhói vùng bụng là sao? Tao không hiểu mày luôn. Nó đau đau cái bụng này, Tư thấy sắc mặt không thay đổi. Thôi, đừng nói sắc mặt đau bụng gì kiểu gì. Không có vụ đâu rồi. Thằng này nó hớp mày thấy lên đây kìa, nó sẵn sẵn kìa. Nó có đau bụng không? Đó chưa, con hớp tới 2 chai, 2 chai. Ừ, hớp 2 chai. Nó hớp 1 chai. Ờ, à, vậy sao cô hớp, cô uống mấy chục chai sao cô không có đau bụng? Cô lạ. Hả? Cô là độc lạ rồi. Độc lạ làm sao? Có nghĩa là cô độc lạ hàng hiếm. Hàng hiếm hả? Hiếm dạ. Làm sao? Cô hiếm tức là không ai giống được cô được hết. Đúng rồi đó. Người ta đã uống nước tinh khiết, còn cô có uống nước sông. Dạ. Cái đó là cái đó là hàng độc lạ đúng. Dạ. Còn ôi chú cha, nó đau cái bụng. Thôi đừng nằm bộ gì vừa thôi, đừng nằm bộ quá. Thôi giỡn Tư thôi. Tư ở Tư thường Tư ngủ đâu Tư? Ngủ ở nhà. Ngủ gì đó. Ngủ đâu? Hồi đó thì ngủ ngoài trước cửa, bây giờ. Chỗ nào ngủ chỗ nào còn thấy chỗ nào ngủ đâu? Đây nè. Ở chỗ đâu mà ngủ? Leo trên đây nè, nhìn vô trong kẹt kìa. Mô Phật à. Tại hôm trước có thằng mắc giật giật đó, nó đỡ thừa đó, nó nói hô là bây giờ đường khó đi lắm chứ phải dễ đi, rồi cô kêu con leo ra leo đây. Quên, từ thử từ leo lên con ngó từ. Bây giờ leo lên cho con ngó phải không? Dạ. Con coi con ngó chứ con đừng leo nha. Dạ. Con leo cô không có bảo đảm nha. Dạ, rồi leo lên leo lên cho con coi nha. Đặc biệt leo trèo của những người chuyên nghiệp chứ khuyến cáo không, leo cho con coi không dành cho những ai nghiệp dư. Rồi đây. leo thử cho con coi nha. Chứ còn con đừng có leo nha, con leo là không bảo đảm à. Dạ. Ôi chú cha, nó tối thui vậy mà sao? Mỗi lần ngủ là Tư lại bước lên leo như vậy hả? Ờ đúng rồi đó. Nè leo cho con coi nha. Dạ. Nè dền cho kỹ nha. Ôi trời ơi. Rồi. Thấy chưa? Trời ơi. Nè. Thấy không? Trời ơi, leo lên lại vậy, lên có chỗ ngủ không? Chỗ ngủ đó đó. À, giờ leo trở xuống nha. Có giường có chiếu gì không Tư? Có, đâu có mấy cái bao quần áo. Ô vậy hả? Ừ. Dạ, Tư xuống rồi Tư ơi. Ừ. Sao có chỗ gì đâu mà ở nó? Thì bởi vậy, nó cô mới nói con leo không có được, cô leo thì được, con leo là không có được. Có khi nào bay xuống không trời? Cái gì? Mày nói vừa thôi. Ôi. Leo mà bay. Tư là Tư. Rồi xuống đây nè, được không? Được không? Đó, thấy chưa? Rồi. Rồi, chỗ ngủ vậy rồi tắm ở đâu? Tắm hả? Xuống sông. Sông tắm hả? Ờ, xuống sông thì bước đây nè. Rồi thay đồ ở đâu? Thay đồ ở đây. Trời lộ thiên luôn hả? Đúng rồi. Mắc vậy? Ừ, cái ở đây có chỗ nào đâu là nhà tắm. Lỡ thay đây ai? Dùm lén là sao? Ai dòm? Nó quất rồi ai dòm? Lỡ nhà hai bên kia nhà kia nó ngó qua. Đâu có đâu. Ông nhà đó đóng cửa tối ngày hả? Bên kia có ông già nào không? Có gì? Có ông nào già già không? Có. Có hả? Ừ. Coi chừng đôi lúc nhà của người ta. Đôi lúc của bên đó ông già đó ông ngó qua, ông ngó bà già bên này đó. Không có, ít có. Ít có thì cũng có. Không có. À không có luôn hả? Tại vì hồi nãy giờ tắm thay đồ rồi. Tư à, nói thiệt Tư nghe. Tư sao? Tư nói thiệt cho con nghe. Làm sao? Tư sống lại con mình à. Ờ. Sống mà ở trong ngủ gì thì mà nó tối thui vậy. Ừ, giờ sao? Chứ mua đèn hay gì mua vậy?
Con hỏi có buồn không? Không. Sao không buồn? Cái gì buồn? Người sống như vậy hơi buồn rồi sao là biết buồn? Nó quen rồi, già rồi, buồn gì? Không có con, không cái, không chồng gì hết, không bạn bè luôn hả? Đúng rồi đó. Có con là bạn nè, thằng này nè, rưỡng bỏ luôn rồi chứ. Nó bỏ biệt hao lâm giảng không qua luôn. Tô cơm. Ừ. Ăn hết trong tư. Sớm hết, ăn còn nửa tô qua không hết. Hồi nãy một tô đã dung luôn hả? Nó kêu nó trái trên mặt luôn nè. Ăn còn nhiêu đó. Ăn sao mà bây giờ cái bộ ốm teo vậy? Không lẽ cơm mà cô để gì vô này mà ăn cho nó mập. Hỏi nó kìa. Nó đi qua nó quay hoài luôn, nó quở hoài luôn, nói với quan phạm. Nó quở gì? Nói sao họ giết rồi, sao nhìn cô á. Giống không có mập ai hết trơn, giống hệt cô khỉ. Không phải nói là giống khỉ khô. Phải nói dáng người mẫu cô Tư. Cái gì? Người mẫu là ốm như vậy đó, eo uống. Người mẫu đó hả? Dạ. Nó mô già Phật. Người mẫu chắc mấy nhái nó coi quá. Ừ, trời ơi. Đây là cá của thằng Luân nó đem qua nè. Luân nào? Là nó đó. Nó tên Luân hả? Nó tên Luân. Nó đâu có giới thiệu tên Luân đâu. Giới thiệu tên gì? Đâu có giới thiệu tên gì đâu. Chắc cụ Tí quá. Ai cụ Tí? Nó đó. Nó cụ Tí hả? Ừ. Thôi cảm ơn. Bà biết cá này không? Biết. Cá gì bà? Cá chốt. Bà thích cá này không? Cá nào hả? Cá chốt. Cá này nè. Ừ. Thích không? Thích. Thích. Ừ. Bởi vì biểu nó đi là đi qua nó nhớ mua cá chốt cho cô nha. Dạ. Mày đừng có mua đùi gà. Mua đùi gà đó ăn không có được. Với thịt heo quay ăn không có được. Nó ngán gì lắm luôn. Mua cá chốt của cô ăn ngon lắm luôn. Dạ chứ quý. Nó quý lắm đó. Tươi. Còn kia là người ta cho là đồ ăn người ta ăn rồi không hết. Đúng không? Không phải. Chứ sao? Tại vì á, trong nhà người ta đó có đám có tiệc hay là chồng con người ta đó, cũng có chén trà chén rượu á, mời bạn bè lại ăn đó. Cái là thấy dọn ra đó cái biểu á, chừa lại mớ đi em để dành đó. Rồi vợ mới nói không biểu chừa lại đặng làm gì. Gặp cô Tư Hấn á. Ồ. Oh. Dạ cũng tốt đó. Quá hả? Ừ. Cũng oh, ngang tốt đó. Quá. Dạ cũng thì cho cô một lần thử coi làm sao. Cũng ừ. Cho đồ ăn cô Tư. Nhưng ừ. Mà cô Tư nè, có giờ mình ăn không hết thì mình đổ đi chứ mình để lâu quá nó hư. Ừ. Rồi thấy như vậy đó cái cũng ở gần đây nè. Dạ. Chỗ chân chỗ cầu cũng xích nước hoài đó. Dạ. Cái người ta mới đem lại tới đó, cái ra đứng ra nói cô Tư ơi. Con cho cô này nè, cô đem cô hâm lại cô ăn cô Tư ơi. Nó cảm ơn con, cảm ơn chị. Ừ. Cái người ta cho nên là cái người đó cũng lớn tuổi hơn cô. Dạ, 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 mọi dạ, mãi dạ. Muốn hưởng gì. Dạ. Lớn tuổi hơn cô rồi người ta mới kêu cho người ta cho à. Dạ. Giờ cô mới đem về cô hâm cũng mới hâm hai bữa dài. Ừ. Chứ không phải là lâu. Người ta cũng thương cô Tư quá. Người ta cũng thương. Dạ. Ở gần đây ai cũng thích chân, không phải ai không thích. Dạ. Con biết không, bởi vì tội nghiệp người ta lắm. Người ta mới thấy gì người ta mới cho dạ. Mà đồ ăn rồi cho cá dạ. Có khi nhiều khi canh không thôi là cá ghi rồi đó người ta có đám có tiệc đó người ta đem nguyên một bọc người ta cho người ta nói dạ. Bây giờ cho chị thì mình đãi rồi tôi cũng múc nguyên qua một bọc rồi tôi cho chị đem về chị ăn đi ăn liền bây giờ đừng để ngày mơ nó thiêu nguyên một bọc ca ghi đó ngồi ăn từ sáng hừng đông mà cho tới 9-10 giờ đêm vô nhà đốt đèn cày ngồi ăn chứ ngồi ngoài này mũi nó cắn quá trời hà vô nhà đốt đèn cày cũng cho mũi trời cái ơi gì? Mũi nó mới nó mới giờ nó mũi mũi nó mới mà ba nghe dèo thôi vô nhà ngồi ăn nặng lấy cái quạt vô nhà ngồi thì nó không có bị mũi nãy giờ con không thấy mũi mà sao Tư giờ nói chứ mũi cái mũi nó quá trời vậy Tư mới kêu mũi qua hả cái gì mũi mà kêu mũi trong làng ông xã sao nó không cắn Tư mà đào Phật tao sợ mày luôn nó không cắn Tư mà cắn con vậy thì bởi vậy vậy là thịt mày thơm. Còn thịt tao hôi gình rồi, nó thú quắc rồi, lấy gì đâu, không. Nó cắn. Nó không cắn chủ. Cái gì? Chủ nuôi nó mà chủ sao gì? Cắn
Tư là chủ của nó. Nuôi ở đâu? Tư nuôi nó nè, nước nè. Đó là Tư đang nuôi muỗi đó. Ủa sao kỳ vậy? Nước mà đâu có muỗi con. Nước nó sinh ra muỗi. Dạ tỷ như thế này nè, cô nói cho con nghe nha. Cũng như cái mẻ nước đó đó. Cái mẻ nước đó mà mình để á, rồi một cái đó ha, có con lăng quăng ở đó đó. Dạ. Là nó bu xanh quanh cái mẻ nước đó. Còn cái lưu nước này nè, là con biết không? Nó không có muỗi á, là con biết làm sao không có muỗi không? Sao Tư? Cô đâu có để lâu đâu. Hãy miễn mà khoảng chừng 2 ngày hay 3 ngày á, cô xúc sạch trơn cô. Không có trường miếng nào lấy đâu có cặn. Dạ. Bởi vì cái lưu nước nào nó cũng trong xanh hết trơn á, chứ đâu nó đâu có đục. Dạ. Bởi vì thằng Quan Phạm với thằng này lại lần nào cũng vậy chứ, nó nói công nhận nha. Cô Tư cũng xách nước gì mũa cứ trồng luôn. Tư bây giờ con gửi Tư một chút xíu quà là đúng cách rồi tiền. Vậy là cảm ơn con nhiều lắm nha. Cái tiền này con gửi Tư chút nha. Đây là của Mạnh Thường Quân, không có tên nó rạch giá. Ừ, vậy gửi là Tư, gửi Tư số tiền này. Cái gì? Cái nhiều dữ ông làng. Bao nhiêu là mày nhiều? 1 triệu lận hả? 1 triệu là ít hay nhiều? Cái gì? Trời ơi. Bộ một lần con xài con nhiêu này con nói ít hả? Ít á. Rồi. Chị là mày xài ngày chắc là... Cái này không có hơi rồi phải không? Dạ. Vậy là cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ con gửi. Ừ, cảm ơn con nhiều lắm nha con. Có Mạnh Thường Quân không có tên nó rạch giá. Ừ. Gửi cho Tư. Bởi vậy cảm ơn con nhiều lắm nha. Đồ Tư cắt hay làm cái gì? Thì cất chứ sao giờ. Không có xài tới luôn hả? Không. Đừng có khi nào bỏ lộn vô ve chai nha. Lộn ve chai là bán đi luôn rồi luôn đó. Không dám đâu. Ở trong nhà làm sao lộn. Là cắt một chỗ rất kỹ đúng không? Cắt một chỗ cho nó rất kỹ. À. Cũng như kỳ đó cũng có cái người đó đó, người ta cũng thấy vậy đó. Cô đi đụm ở dưới thùng hút rác ở dưới đó. Dạ. Chạng vạng đó cô đi đó. Cái đồng nghiệp cái người đó ra khách xe người ta chạy ngang cái người ta mới thấy chị người ta mới nói. Rồi cô mới nói người ta mới nói, người ta nói hồi bây giờ em thấy chị cũng là già chứ lắm rồi. Thôi bây giờ chị để cái số tiền đó đi. Chị đi mua cá, mua mắm, đồ ăn. Chị đừng có lụm ở trong này. Lụm khi nào thấy chai thì lụm. Còn không thấy chai như con gì nè. Ừ. Móc ra tưởng đâu 20 ngàn nay về đưa 2 tờ giấy 500 như con kìa. Dạ. Yeah. Là 1 triệu. Chừng nửa tháng sau đó, hai thằng khác lợi. Nó thấy cái hoàn cảnh như vậy đó, cái hai thằng đó cũng đưa 1 triệu. Rồi Tư cắt hết là Tư dùng rồi. Cắt hết trơn rồi. Ồ, dạ tốt quá. Rồi cái như vậy đó ha, rồi cái là con biết làm sao không, cỡ đó đâu có để dành tiền, bạc, vàng, vòng hay là cái gì đâu. Nó thấy đi lụm như vậy đó, nó cho. Cái mới để chừng nào đúng 1 chỉ vàng đó, cái mua 1 chỉ. Vì đúng 1 chỉ, cái mua 1 chỉ. Nhờ như vậy đó, cô mới được 15 cây vàng. Ừ. Giờ ông chồng của cô, ổng đi làm việc ở ngoại á, ổng mới thấy như vậy đó. Những cái hoàn cảnh người ta, ta cũng thấy như vậy, người ta mới cho, người ta nói bây giờ tôi nói thiệt với ông nha. Vợ của ông quá trời xuất sắc, tại sao ông bỏ vợ ông mà không đi quen người khác. Ừ. Cái mắt độ mới quay trở lại, ổng ở với cô. Chứ hồi đó ổng đưa 15 cây vàng rồi, ổng bỏ không đi luôn. Ông không có trở lại, đâu cũng mấy. Vậy bây giờ Tư đang có 30 cây vàng hết tổng cộng. Tổng cộng là 30 cây vàng. Một cây vàng Tư biết bao nhiêu tiền không? Một cây vàng hồi đó cô mua đó ha. Hồi lâu lắm luôn á, có 100 ngàn một chỉ. 100 ngàn một cây hả? Rồi bây giờ bao nhiêu Tư biết chưa? Bây giờ đó ha, là một cây 40 triệu. À, 40 triệu là cách đây chừng 2 năm trước rồi. Bây giờ nó đã cỡ 50 mấy triệu rồi. Đúng rồi. Dạ. Như một cây vàng 50 mấy triệu là con đoán đúng rồi. Bởi vì cô đâu có dám để họ wow. đâu. Tính ra cho con cho ví dụ như 50 triệu đi. Một cây 50 triệu. Ừ. À, 10 cây là 500 triệu. Đúng rồi. Nhưng mà cô có 30 cây và 1 tỷ rưỡi. Ừ.
Dạ bởi vì người ta mới thấy gì người ta mới nói. Rồi cô Tư lụm ve chai mà mót tiền bây giờ được là cả 1,5 tỷ luôn. Ừ. 1,5 tỷ là Tư có thể là xây được một ngôi nhà lớn, nhà đẹp, nhà khang trang luôn đó. Cô không có xây nhà, cô cất nhà sàn cô ở. Chờ cô nói con thì con tin đó thì tin, không tin cũng được. Cái nhà hỏi khỏi chỗ này là ngay chân cái đầu cầu này nè. Dạ. Hồi đó đó, cô cũng không có giấu gì con, cô cũng nói thiệt luôn. Tội nghiệp cái nhà đó đó. Người ta hỏi người ta mượn mà cỡ đó vàng có 100 ngàn một cây à. Người ta mới thấy cái hoàn cảnh khổ trong nhà đó, không có tiền bạc gì trơn á mà con dâu đi lấy người ta. Rồi cái bà mới hỏi cô gì chứ, bây giờ con có tiền không con cho thím mượn đỡ là 10 ngàn đi. Bây giờ trong túi con không có 10 ngàn mà một cọc tiền gì nè, với 50 ngàn không? Ừ. Với 50 ngàn y gian giấy bây giờ vậy đó. 50 ngàn hồi đó cũng y gian giấy 50 ngàn bây giờ vậy đó. Móc cho bà mượn 50 ngàn. Ừ. Là người ta mới thấy gì tới bây giờ nè. Cô đâu có rồi. Dạ. Không có lấy tiền lòi, tiền rớm gì chứ. Là mới nói bây giờ đó, cái số tiền đó bà cho bà mượn 50 ngàn bây giờ á, là mua tới 50 cây vàng. Ừ. Trời ơi, tôi nói trời ơi, sao nói chuyện gì thấy ghê trời. Thưa cả nhà, hôm nay đến đây là Trung thực sự là bất ngờ. Không biết câu chuyện này có đúng hay không, thật hay giả, hay là có gì sai sai không. Ừ. Nhưng với số tiền mà nói là 30 cây vàng mà cô Tư đang có, thực là một số tiền khủng đối với một người nhặt ve chai, móc từng ve chai như vậy. Tính ra số tiền mình lên là hơn 1,5 tỷ. Đúng rồi. Ờ, cả hơn 1,5 tỷ cả nhà, là số tiền mà bà được xem là như bà cụ nhặt ve chai. Giờ người ta mới nói, người ta nói hồ sao chị không đòi ngay chân giờ đó mà tới bây giờ, để tới bây giờ luôn đó. Không biết bây giờ đòi được không nữa. Đòi được rồi, bây giờ bà đưa cái nhà đó, bà nói bây giờ thím hiến cho con cái nhà đó đó. Chứ bây giờ thím làm sao có tiền trả nổi. Dạ. Bởi vì người ta mới nói, người ta nói hồ không có ai như bà nha. Ở trong nhà bà không cho người nào mượn đồng bạc, đồng xu nào hết. Dạ. Mà người ta thì bà cho mượn. Mà thì cái nhà thì không có cho. Ừ. Gia đình anh em thì không có cho. Mà người ngoài á, người ta hỏi mình cho mượn. Ừ, khổ vậy đó. Cho mượn không có lấy đồng bạc lời nào luôn. Dạ, ta nói là khôn nhà dài chợ. Thì bởi vì khôn ở nhà, mà dạy thì ở chợ. Thôi Tư, hôm nay con ghé thăm Tư chút nha. Ừ, rồi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Gửi hình ảnh là tới cho bà con mình xem. Ừ. Biết Tư một con người hoàn cảnh là thấy nó làm chung đơn thân một mình thấy thương quá. Bởi vậy à, con tới đây gửi lời chúc sức khỏe Tư luôn nha. Tư khỏe con mạnh. Con cầu chúc cho con dồi dào sức khỏe luôn nha. Mày quên tao, tao không quên mày. À dạ, như tới mày một lần cũng là tới 2-3 lần rồi. Không, con là một lần duy nhất. Đây là lần nhớ lộn rồi nè. Mới vừa khen Tư xong luôn đó. Ừ. Dạ, cái thằng nào mà đầu chọc chúng con không? Ờ, nhớ là không phải. À, chắc đợt trước có tóc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thằng kia kìa. À. Thằng kia nó hơi cao hơn con. Dạ. Nó cũng chọc đầu như con. Nó đâu không đẹp trai bằng con. Nó cũng đẹp trai lắm, bây giờ nó đi nước ngoài rồi. Thôi chọc tới tới nha, bây giờ thôi con. Ừ. Con về. Ừ, cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Nhớ rồi. Tôi ở nhà xin gửi lời chào tạm biệt luôn nha. Ừ, tạm biệt con luôn nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Cảm ơn thằng này nha.